bỏ qua video này nếu bạn không phải là đại lý Dropy. Khi các anh chị đến với Dropy thì trong tay các anh chị đã có hàng trăm các sản phẩm chất lượng. Nhưng chắc chắn chúng ta không thể kinh doanh tất cả được, đúng không ạ? Thế nhưng có rất nhiều đối tác kinh doanh trong thời gian qua đã rất thành công trong công việc kinh doanh. Vậy họ đã làm gì? Em phải đến Midu học chiều cao. Chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao với hai buổi đặc quánh kiến thức. Buổi khai mở cung cấp cho chúng ta kiến thức chuẩn khoa học mà nếu bình thường thì phải 3 đến 4 năm nữa chúng ta mới thấy kiến thức này trở lên rộng rãi trong cộng đồng. Hóa ra con cao được hay không, nguyên nhân chính lại là do tư duy của bố mẹ. Vì chiều cao chỉ có thời, đừng để đến khi con gần tới đích mới nghĩ đến việc thay đổi. Giúp con cao số 1 là trong bụng mẹ, số 2 là ngay bây giờ. Hiểu được điều đó thì chúng ta mới hành động. Chúng ta không hề thiếu canxi, chúng ta thiếu phương tiện vận chuyển canxi. Buổi tốt nghiệp, chúng ta được chuyển giao toàn bộ quy trình định hướng cho phụ huynh chiều cao của con họ. Được cung cấp riêng cho mỗi người phần mềm dự đoán chiều cao để lập phác đồ cho các bạn nhỏ. Được khai thác kho tài nguyên vô tận bao gồm hình ảnh, video, thư viện content. Được đào tạo kỹ lưỡng và nâng cấp năng lực liên tục. Đó là công thức của hàng nghìn chuyên gia phát triển chiều cao Midu đã hiểu và tăng trưởng liên tục về thu nhập và vị trí trong môi trường Dropy. Trở thành chuyên gia chiều cao là lựa chọn của bạn. Em phải đến Midu học chiều cao. Em phải đến Midu học chiều cao. Tham gia nhóm Zalo dưới đây để cập nhật lịch học và trải nghiệm phác đồ cho con mình.